Xin kính chào các anh chị. Sau đây em sẽ hướng dẫn các anh chị thực hiện nghiệp vụ bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu trên phần mềm Amis kế toán. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Ngày 25 tháng 5 năm 2022, doanh nghiệp giao hàng ủy thác xuất khẩu cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Anh. Bao gồm áo sơ mi, số lượng 500 chiếc, đơn giá 19 đô la Mỹ một chiếc, váy liền số lượng 500 chiếc, đơn giá 20 đô la Mỹ một chiếc. Ngày mùng 1 tháng 6 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Anh gửi thông báo đã xuất hàng và nộp thuế hộ doanh nghiệp, thuế xuất thuế xuất khẩu 10%. Doanh nghiệp chưa thu được tiền của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Anh. Ngày mùng 7 tháng 6 năm 2022, doanh nghiệp nhận hóa đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Anh về phí hoa hồng ủy thác, số tiền 10 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 10%. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm theo các bước như sau. Bước 1, xuất kho hàng hóa giao ủy thác xuất khẩu. Bước 2, ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu. Bước 3, ghi nhận số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đã được nộp hộ. Bước 4, ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu trả cho bên nhận ủy thác. Bước 5, bù trừ công nợ với đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu. Kính mời anh chị theo dõi các bước thực hiện chi tiết như sau. Bước 1, xuất kho hàng hóa giao ủy thác xuất khẩu. Anh chị vào phần hệ kho, chọn chức năng chuyển kho anh chị tích chọn xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Sau đó anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ chuyển kho. Tiếp theo anh chị chuyển sang tab hàng tiền để khai báo thông tin hàng hóa xuất kho giao ủy thác xuất khẩu. Tại cột mã hàng, anh chị có thể nhập thông tin mã hàng hoặc tìm kiếm nhanh trên danh sách. Sau đó anh chị khai báo thông tin kho xuất hàng tại cột xuất tại kho và thông tin kho nhập hàng tại cột nhập tại kho. Trường hợp khi khai báo danh mục kho anh chị đã chọn tài khoản kho gắn với từng kho, thì tại đây chương trình sẽ hiển thị sẵn thông tin tài khoản kho tương ứng với kho đã chọn. Sau đó anh chị nhập số lượng. Anh chị có thể nhập đơn giá bán, chương trình sẽ không hạch toán giá trị nhập tại cột đơn giá bán, mà chỉ để hiển thị thông tin đơn giá, thành tiền trên chứng từ in ra làm căn cứ đi đường. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất. Trường hợp thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi lập chứng từ chuyển kho, phần mềm sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho trên tab đề nghị nhập xuất kho của thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho. Anh chị chuyển sang thực hiện bước 2, ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu. Anh chị vào phần hệ bán hàng, tab bán hàng, nhấn thêm, chọn chứng từ bán hàng. Anh chị chọn loại chứng từ bán hàng cần lập là bán hàng xuất khẩu chương trình sẽ luôn mặc định trạng thái thanh toán là chưa thu tiền. Tích chọn ô kiêm phiếu xuất kho và lập kèm hóa đơn. Anh chị có thể khai báo nhanh chứng từ bán hàng bằng cách tận dụng thông tin từ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã lập ở trên. Anh chị nhấn vào biểu tượng hình bánh răng, tích chọn, lập từ chuyển kho, sau đó nhấn vào biểu tượng mũi tên hoặc nhấn vào biểu tượng kính lúp và thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ chuyển kho. Sau đó nhấn lấy dữ liệu. Anh chị tích chọn các mặt hàng đã được ủy thác xuất khẩu. Nhấn đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin hàng hóa từ chứng từ chuyển kho sang chứng từ bán hàng. Tiếp theo anh chị chọn loại tiền thanh toán. Trường hợp anh chị lựa chọn là USD, phần mềm đã tự động lấy lên tỷ giá quy đổi sang Việt Nam đồng. Anh chị có thể nhập lại tỷ giá quy đổi nếu cần. Trường hợp khi lập chứng từ chuyển kho anh chị đã khai báo thông tin đơn giá bán thì chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin đơn giá anh chị nhập thông tin giá tính thuế xuất khẩu và khai báo phần trăm thuế xuất khẩu và phần trăm thuế giá trị gia tăng. Tiếp theo, anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ bán hàng, trong đó thông tin mã khách hàng anh chị nhập thông tin đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu. Tại tab phiếu xuất, anh chị khai báo thông tin phiếu xuất kho hàng hóa. Tại tab hóa đơn, anh chị khai báo thông tin hóa đơn. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất. Anh chị chuyển sang thực hiện bước 3, ghi nhận số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đã được nộp hộ. Việc ghi nhận số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đã được nộp hộ có thể được thực hiện trên phần hệ tiền mặt, tiền gửi hoặc tổng hợp, tùy thuộc vào việc đơn vị giao ủy thác đã ứng trước hoặc thanh toán ngay tiền thuế cho đơn vị nhận ủy thác hay chưa. Nếu đã thanh toán thì hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng. Với ví dụ trên là chưa thanh toán, anh chị vào phần hệ tổng hợp, chọn chức năng chứng từ nghiệp vụ khác anh chị khai báo các thông tin của chứng từ nghiệp vụ khác và ghi nhận số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt được nộp hộ. Anh chị chọn đối tượng có là đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu. Sau đó nhấn cất. Bước 4. Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu trả cho bên nhận ủy thác. Anh chị cũng vào phần hệ tổng hợp và chọn chứng từ nghiệp vụ khác. Anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ. Sau đó anh chị khai báo phí ủy thác xuất khẩu trả cho công ty ủy thác. Anh chị chọn đối tượng có là đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Tại tab kê khai hóa đơn và hạch toán thuế, anh chị khai báo thông tin thuế giá trị gia tăng và thông tin hóa đơn để chương trình cập nhật lên tờ khai giúp anh chị. Cuối cùng anh chị nhấn cất. Anh chị thực hiện bước 5, bù trừ công nợ với đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu. Anh chị vào phần hệ tổng hợp, chọn chức năng chứng từ nghiệp vụ khác. Anh chị khai báo thông tin bù trừ công nợ đối với đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, trong đó đối tượng nợ, đối tượng có là đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất. Như vậy là em đã hướng dẫn anh chị xong nghiệp vụ bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi. Xin chào và kính chúc anh chị thực hiện thành công.